Tiểu Điệp sau khi tỉnh lại liền mất trí nhớ, nhìn thấy Lục Kiều bị thương, nàng ta vô cùng bất ngờ. Vậy nhưng, Lục Kiều thì lại bất ngờ hơn, bây giờ không phải là lúc để đùa đâu nha. Lại chính đánh không lại Hạ Thiên Thành. Tiểu Điệp vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì, không phải là bọn họ phải đi tới tiếp tế hả? Lục Kiều nhận ra rằng nàng ta đã bị mất đi trí nhớ một thời gian. Chuyên cảnh phim, Hạ Thiên Thành ngừng tụ ra vô số ám khí sắc nhọn. Trước tiên sẽ giải quyết Lai Trình, sau đó sẽ đi xử lý hai đứa nhóc bỏ chạy kia. Dứt lời liền điều động lực lượng điều khiển ám khí giáng xuống nam chính. Công kích rơi xuống như mưa, buộc Lai Trình phải nhanh chân tránh né. Tiểu Điệp và Lục Kiều nhanh chóng đi tới, nàng ta huyễn hóa ra rất nhiều con bướm bao vây Hạ Thiên Thành khiến cho lão ta bối rối. Lão bộc phát lực lượng giải quyết hết đàn bướm đang nhảy múa xung quanh. Nhân cơ hội đối phương đang không chú ý, Lai Trình lập tức lao tới tặng cho đối thủ một đấm vào ngực, khiến thân thể đâm vào vách núi. Điều này khiến Hạ Thiên Thành triệt để bị chọc giận. Lão ta tiếp tục ngừng chiều, tập hợp tất cả ám khí lại một chỗ, ghép lại thành một mũi tên khổng lồ, rồi tuyên bố để xem chiều này tiểu tử sẽ chạy đi đâu được. Lai Trình tỏ ra căng thẳng, hắn quyết định chơi liều, sử dụng lực lượng thân thể để ngăn cản. Mũi tên lao tới xoay vòng như mũi khoan, uy lực của chiều này quá mạnh, thân thể hắn bị đẩy lui xuyên qua nát vài vách núi. Mũi tên vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tuy nhiên công pháp của nam chính lại quá đặc biệt. Hắn không mình phá tan công kích rồi lao về phía Hạ Thiên Thành. Lão tài cho rằng hành động này chính là không biết tự lượng sức mình. Cánh tay triệu hoán ra rất nhiều mũi ám khí, Lai Trình rút dao ngăn cản và ném vũ khí về phía đối thủ. Còn dao cứ như vậy, đâm xuyên qua nhiều lớp che chắn và đâm vào người Hạ Thiên Thành. Cũng may là lão kịp thời ngăn cản, nếu không thì không phải chỉ bị thương nữa mà sẽ là về đất mẹ. Phẫn nộ vì điều này, Hạ Thiên Thành tuyên bố sẽ khiến cho hắn được chết không toàn thây. Lời vừa mới dứt liền xuất chiêu, lần này uy lực mạnh hơn lần trước rất nhiều. Vô số gai nhọn từ dưới mặt đất nhô lên bao vây nam chính. Tiểu Điệp và Lục Kiều thấy vậy liền nhảy xuống bên dưới hỗ trợ. Nàng ta quyết định sẽ liều mạng với lão già này. Lục Kiều yêu cầu lão thay cho Lai Trình và Tiểu Điệp. Mục tiêu lão muốn giết là mình, hà cớ phải liên lụy bọn họ. Những lời này có phần quá ngây thơ rồi, cho nên Hạ Thiên Thành lập tức cười lớn mỉa mai và cho biết. Nếu không phải tiểu tử đó đắc tội người của Xà Cát gia tộc, thì thành làm đội của Lục Kiều cũng không tới nỗi phải đi bồi táng với hắn. Lời thú nhận này vừa vặn đúng ý của Tiểu Điệp, lão ta thẳng thắn cho biết thêm, cho dù thừa nhận thì đã sao. Dù sao thì mấy người cũng sắp chết rồi, xuống dưới hoàng tuyền mà kể chuyện, còn nơi này sẽ là mồi chôn của bọn họ. Hạ Thiên Thành lần nữa ngừng chiều, cứ tưởng rằng bàn này đã là chiều mạnh nhất rồi. Vậy nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một chiều khác nữa còn khủng bố hơn. Lão ngưng tụ ra một con rồng khổng lồ bằng rất nhiều tảng đá. Rất nhanh sau đó, Hạ Thiên Thành cũng động thủ, đầu rồng lao tới định làm thịt ba người. Vậy nhưng đúng lúc này, một mũi tên từ xa lao tới, phá tan con rồng và đâm trúng vào người Hạ Thiên Thành, ghim lão ta vào vách núi. Người xuất thủ chính là Phi Long Tướng Quân. Thì ra là do Mạnh Thường Quân gọi cứu binh tới đây. Phi Long Tướng Quân tỏ ra vô cùng tức giận, uổng công cho mình bồi dưỡng Hạ Thiên Thành bấy lâu nay, vậy mà lão ta lại dùng cách này để báo đáp. Hạ Thiên Thành hoảng hốt, cô sẽ bày tâm sự vậy nhưng đâu có ai nghe. Bản nãy chính miệng lão đã tự thừa nhận tội rồi. Vừa mưu hại đồng liều, sau đó còn định giết người diệt khẩu để che giấu tội ác. Lão cố gắng giải thích rằng đây không phải là ý của mình, là do Gia Cát gia tộc lợi dụng. Vậy nhưng Phi Long Tướng Quân nào có nghe, ông ta dương cung bắn một mũi tên về phía Hạ Thiên Thành. Tiện lão ta lên trời cầu cùng với các tướng sĩ đã hy sinh oan uổng. Bây giờ hung thủ đã bị trừng phạt, ông ta sẽ bẩm báo chuyện này với sở quân luật. Cho nên, mong rằng mọi người đừng rêu rao ra ngoài để không bị ảnh hưởng tới lòng quần. Còn vị trí chỉ huy của Hạ Thiên Thành thì sẽ do Lục Kiều tiếp quản, phân phó xong ông ta liền rời đi. Lần này còn sống sót là nhờ tới Mạnh Thường Quân đã gọi cứu viện nên Lai Trình không quên cảm ơn gã ta. Mạnh Thường Quân cho rằng nếu không phải hắn chiến thắng Hắc Bạch Song Sát, lại đối phó với Hạ Thiên Thành lâu như vậy thì e rằng bây giờ đã thành thi thể rồi. Lục Kiều thắc mắc nên hỏi thăm tại sao Mạnh Thường Quân lại mời được Phi Long Tướng Quân. Ông ấy chính là một trong những chiến tướng mạnh nhất của Thành Bạch Đế, thực lực thâm sâu khó lường, được gọi là Định Hải Thần Châm của Bạch Đế Thành. Với danh vọng của Mạnh Thường Quân thì đừng nói là mời được tới đây, ngay cả gặp mặt cũng khó. Mạnh Thường Quân cho biết tất cả đều là nhờ vào Tô Linh Vân, Phi Long Tướng Quân sao có thể không cho trưởng công chúa Phạn Thiên Vương chịu mặt mũi chứ. Ban đầu gã còn hoài nghi về suy đoán của Tô Linh Vân về Lai Trinh. Vậy nhưng sau lần này, gã cũng đã thừa nhận tiềm lực của Lai Trinh còn lớn hơn bản thân đã nghĩ. Trong một hang động u ám, nơi này chính là địa bàn mới của Tà Lăng. Lão ta đang luyện chế vạn cổ địch. Lão đã hiến tế nhiều linh hồn như vậy, cuối cùng cũng sắp luyện thành vạn cổ địch, cho nên vô cùng vui mừng. Lão với tay tiếp tục luyện hóa, vô số linh hồn của đào trùng tiến nhập vào bền trong cái lò. Sau một hồi luyện chế thì cũng hoàn thành xong vạn cổ địch.
có nó rồi, việc kế tiếp là chỉ cần tìm được thiếu nữ có thể chất từ cực âm thể. Như vậy là có thể giúp được Thôi Tò thực hiện thần công lập nền thần quốc. Sau khi quay về, Lai Trinh liền tới gặp Tô Linh Vân, nàng ta lúc này đang nhàn nhã đánh đàn. Thấy Nam Chính đi tới, Tô Linh Vân không quên khen ngợi, vậy nhưng xen lẫn vào đó là sự nhắc nhở. Hắn hiểu ý nên cũng khiêm tốn tự cho rằng bản thân lỗ mãng, có nàng tận tâm chăm sóc, trong lòng quả thực rất áy náy. Tô Linh Vân hài lòng với câu trả lời này nên không muốn truy cứu nữa. Nàng muốn biết hắn lần này ra ngoài giết được bao nhiêu đào trùng, 100 hay 200 con. Lai Trinh nhanh chóng lấy ra tinh hạch. Tổng cộng có 626 viên, đổi được hơn 600 điểm tích lũy, thu hoạch cũng nhiều. Vậy nhưng cũng không tới nỗi khiến người ta kinh ngạc. Lai Trinh nghe vậy, liền lấy ra tinh hạch của đào hoàng mẫu trùng. Điều này làm cho Tô Linh Vân bị bất ngờ, nàng hỏi thăm hắn làm sao mà có được nó. Lai Trinh tiệm mồm lấy lý do là nhặt được. Tô Linh Vân lập tức đá xoáy, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tinh hạch yêu thú chiếu thần cảnh quý hiếm như vậy mà cứ thế rơi trên đất rồi bị hắn nhặt được ư? Lai Trinh rồi rít thẻ thốt là mình đang nói thật. Tô Linh Vân nửa tin nửa ngờ, vậy nhưng cũng không muốn hỏi thăm quá sâu. Nàng cầm thẻ bài đệ tử của hắn rồi cộng vào 1.126 điểm tích lũy. Bởi số lượng nhiều điểm tích lũy này, nàng ta cũng muốn biết hắn sẽ định dùng như thế nào. Lai Trinh nói ra dự định đi tới Thiên Cơ Các một chuyến. Tô Linh Vân nghe về cũng hiểu mục đích của hắn là đang tìm tung tích của Luyện Ngục Sơn. Điều này làm cho nàng ta không vừa ý. Nàng sớm đã nhắc nhở với hắn rồi. Chuyện của Lai Yên có liên quan tới rất nhiều bên, không phải là chuyện mà hắn dây vào được. Ai cũng có thể vì lý tưởng của bản thân mà nhiệt huyết sôi trào. Vậy nhưng ẩn nhẫn, hy sinh mới là cái giá mà một cường giả khó bỏ ra nhất. Lai Trinh lập tức phản bác. Hắn đứng dậy rồi dõng dạc tuyên bố mình phải cứu Yên Nhi. Đây không phải là sự bùng bột, tất cả mọi thứ đều là vì cứu Yên Nhi. Hắn chẳng cần quan tâm đại cục gì hết. Những lời này khiến Tô Linh vẫn rất tức giận, vậy nhưng cũng chỉ đành thở dài. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, trưởng môn cho triệu hồi đạo sư các đỉnh đi tới nên nàng ta nhanh chóng rời đi. Tiểu Điệp ở bên ngoài nghe lén được, Lai Trinh đang muốn đến Thiên Cơ Các nên dự định tới đó. Sau khi quay về, hắn liền bế quan, lấy ra hai thanh đoàn kích huyền khí thượng phẩm, huyền hóa nó để thắp sáng 6 cái vảy rồng, giúp cho các tạp chất trong xương tủy cũng trở nên sạch sẽ hơn, thực lực gần đạt tới luyện tủy cảnh đỉnh phong. Việc kế tiếp là đi tới Thiên Cơ Các. Như đã biết, thì nơi này tụ tập tình báo của Thanh Vân Tông, tin tức càng mật thì càng được giấu ở nơi sâu, nhưng có tin tức ở khu cấm là không công khai. Lật từng quyển trục tìm kiếm vẫn không có chút tin tức nào liên quan tới Luyện Ngục Sơn. Trong lúc đang thất vọng thì hắn nhìn thấy một cánh cửa kỳ lạ nên tiến lại kiểm tra. Vừa mới chạm vào cửa thì cơ quan đã khởi động mở ra một lối đi. Hắn vừa bước qua lớp màn chắn thì đã bị rơi xuống một vùng hư không. Sau một hồi rơi tự do thì cơ thể cũng bị đẩy ra ngoài. Thì ra là do trận pháp cấm chế không cho người lạ xâm nhập. Hắn có hai lựa chọn, tìm được mắt trận hoặc dùng sức mạnh để công phá đánh vỡ nó luôn. Lai Trinh lựa chọn cách làm thứ hai là dùng vũ lực. Hắn ngưng tụ lực lượng vào nắm đấm rồi công kích. Vậy nhưng đúng lúc này, Tiểu Điệp lại đột nhiên từ bên trong đi ra ngoài. Sự xuất hiện đột ngột này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Tiểu Điệp cũng vậy, vừa mới đi ra thì đã có một nắm đấm sắp đập vào mặt. Hắn cố gắng bẻ lại công kích vào vách tường, sau đó hỏi thăm nàng ta tiến vào bằng cách nào. Tiểu Điệp cho biết mình cứ thế mà tiến vào thôi. Điều kỳ lạ là nàng ta không bị cấm chế ảnh hưởng. Động tĩnh bản nãy quá lớn, hai tên đệ tử lập tức tiến vào trong kiểm tra. Lai Trinh và Tiểu Điệp buộc phải chui vào một cái tủ. Diện tích cái tủ lại quá nhỏ nên phải đứng sát nhau. Kết quả là xảy ra một màn thân mật khiến cả hai mặt đỏ ngượng ngùng. May mắn là có một con chuột chạy ra đúng lúc, thành công đánh lạc hướng khiến cả hai tên đệ tử rời đi. Sau màn thân mật vừa rồi, Lai Trinh liền cảm thấy tim đập chân run, phải đến khi nàng ta kêu gọi thì mới tỉnh táo lại. Cả hai dắt tay nhau ra khỏi cái tủ rồi tiến lại gần cánh cửa. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.